Chào các bạn, mình vừa đi làm về các bạn. Đây là con đường quen cái xe đạp mình kia. Đấy, đây là con đường rất là quen, đóng nhiều. Mình quay nhiều video ở đây rồi mà mình không hiểu sao là mình cứ qua đây, là mình rất thích làm video và mình chia sẻ ở đây. Đó. Thì bây giờ là hơn 9 giờ tối rồi, mình sẽ làm video ngắn rồi mình sẽ về, mình về ăn cơm. Thì là hôm nay thì mình sẽ nói vấn đề là đi Nhật sợ nhất cái gì, sợ nhất cái điều gì. Đấy. Đi Nhật đó là mình, theo mình nghĩ cái điều đầu tiên sợ nhất đó là cái bị lừa gạt lừa dối ấy bạn. Lừa thứ nhất là về lừa tiền, lừa cái như này. Bây giờ mình sẽ, trước khi mà chúng ta bay sang đây ấy, đấy thì chúng ta phải trả tiền phí, đúng không? Tiền phí dịch vụ mọi thứ để mà chúng ta bay sang đây. Và ví dụ như này, chúng ta sang đây là với làm công việc như vậy, mức lương như vậy, cuộc sống như vậy, đấy. Mà chúng ta mất, ví dụ mất khoảng 200 triệu chẳng hạn, để chúng ta bay được sang đây, chúng ta làm bên này. Đấy. Thì là khi mà chúng ta nộp hết tiền phí mọi thứ ấy, đặt cọc mọi thứ ấy, là chúng ta mất chừng đó rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta đang ở Việt Nam hoặc là chúng ta sang đây rồi, chúng ta mới nhận thấy, chúng ta biết được rằng là cũng có một người khác. Đấy. Công việc như vậy và mức lương như vậy, cuộc sống như vậy mà người ta chỉ mất 150 triệu thôi. Cái người ta trả thấp hơn mình cả 50 đến 100 triệu cơ. Đấy. Cái này thì mình gặp rất nhiều rồi, rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Thế như thế thì mình thấy cảm giác là bị lừa, chúng ta bị lừa đúng không? Mất nhiều tiền hơn mà cũng được cái như thế đấy, mà chúng ta phải trả cái tiền nhiều hơn. Tất nhiên thì khi mà người ta làm dịch vụ ấy, người ta những cái trung tâm hay những cái môi giới người ta làm, tức là người ta lấy tiền rồi, lấy tiền để mà người ta làm cho cái công tác, cho cái công việc người ta, để mà người ta làm cũng phải có tiền đúng không, để người ta sinh sống hàng ngày, để lương người ta đấy. Nhưng mà đôi khi người ta lấy quá nhiều đi, lấy nhiều quá cái người lao động, cái người mình sang Nhật đi ý muốn để sang Nhật đấy, để cái chi phí thì là nói chung là kiểu như là nó lấy nhiều quá là không tốt đấy. Mà khi mà mình mất nhiều tiền quá, mình sang đây là mình làm trả lương là rất là mệt luôn, làm bao nhiêu ngày tháng làm vất vả là chúng ta làm để trả lương, mà đặc biệt là chúng ta bị lừa cùng một cái như vậy mà chúng ta mất nhiều tiền hơn, cùng sang như người khác như kia mà mình mất nhiều tiền hơn là mình bị lừa. Đây là cái sợ nhất đấy, sợ nhất là bị lừa là như vậy. Và cái này mình sẽ lấy ví dụ nhỏ hơn, ví dụ như này để nó dễ hiểu hơn là một cái tách cà phê ở quán này đúng không, chúng ta mất khoảng 20-30 ngàn thôi đấy, chúng ta để khi uống xong mới trả tiền đấy, đấy là chúng ta chỉ mất 20-30 ngàn thôi là hợp lý. Nhưng mà khi mà sang cái quán khác, mà quán cái tách cà phê kia người ta bán là mình uống xong người ta trả 100 nghìn đấy, nhưng mà khi trong đó là có rất nhiều cái dịch vụ này, kiểu như cái phòng điều hòa này, hay là cái view người ta ngắm cái đẹp hơn này, cái thành phố hay là cái biển hay cái gì đó đấy, hay là người ta cái phục vụ người khác, bàn ghế mọi thứ cái chất lượng người ta khác hơn đấy. Khi mà mình uống xong ấy, mình thấy trả 100 ngàn cái tách cà phê đó, mình ra mình vẫn thấy hợp lý, mà mình cảm giác không bị lừa đâu, người ta hợp lý. Nhưng mà nếu mà cái tách cà phê đó người ta lấy 100 ngàn nhưng mà không có gì khác biệt so với cái tách cà phê ở bên này, cái cửa hàng này, thì mình thấy là như thế, là có cảm giác là chúng ta đã bị lừa đúng không? Mất tiền chúng ta bị lừa, cũng cùng một cái như thế thì sao bị lừa đấy. Cũng như đi xuất khẩu lao động hay đi làm hay đi sang Nhật như vậy là chúng ta cùng giống như vậy, mà không có cái giá trị, không có cái gì khác biệt, nhưng mà chúng ta mất tiền nhiều hơn nữa, có cảm giác là chúng ta sẽ bị lừa đó. Thì cái này thì cách khắc phục là chúng ta chú ý thôi, chúng ta phải tự thân vận động, chúng ta phải cố gắng tìm hiểu rõ hơn để chúng ta tránh bị lừa vấn đề đó đấy. Thì là cái đấy là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai, khi mà sang Nhật thì thấy là có một cái nữa là cái sợ nhất là cái tình anh em, mà các anh em sống cùng với nhau ấy đấy. Cái này mình trải qua rồi, nói chung là nó sợ lắm bạn, kiểu như là anh em không hợp nhau ấy đấy, mỗi người tính mà kiểu như là đã đi công trường vất vả rồi, vất vả làm cuộc sống đã, không có hàng xóm, không bạn bè có, nhưng mà thường là không gần nhau, đi xa cũng không phải lúc nào cũng đi chơi được. Mà anh em ở cùng nhau, ở cùng công ty mà không hợp nhau, không hợp tính nhau ấy đấy. Tất nhiên nếu mà cái công ty nào mà nhiều người ấy, mấy chục người ấy, thì nó rất là dễ, mình không chơi người này mình chơi người kia đúng không. Nhưng mà thường thì sang Nhật là những cái công ty đa số là những cái công ty gia đình ấy, người ta chỉ có vài người, người ta tuyển vài người đúng không, 2-3 người 4-5 người của nó, người ta ở trọ ở chung hết một cái nhà, mà anh em không ở cùng nhau. Anh em ở cùng nhau nhưng mà cái tính lại khác nhau, mà tính anh em thì nhìn mặt nhau này không hợp, nhưng không thích nhau. Nhưng mà bây giờ mình không kiểu như hai nhốt hai anh em thường nói thì mà không nói từ anh em ấy,
ta bảo đừng đừng nói từ anh em nữa, nói chung là rất là khó khó thực sự bạn, rất khó sống luôn nếu mà không hợp nhau ấy. Không hợp nhau rất là khó sống. Nếu mà ở Việt Nam thì là rất là dễ, mình không thích thì mình chuyển nhà khác đúng không? Nếu sinh viên công nhân hay là đi làm đi ra ngoài ở không thích thì mai kia thuê nhà khác ở, nhưng đây thì nó rất là khó, không thể luôn bạn. Người ta thuê thế mình không thể thuê ở riêng, mà riêng chi phí mọi thứ nói chung là không khó ở riêng, mà chúng ta cứ ở cái như là cứ chịu đựng hai bên, hai mấy người, hai người ở chịu đựng với nhau ấy. Đấy nên là cũng rất là căng vấn đề này, mà mình ở 2-3 năm liền luôn, hàng xóm không có, bạn bè thì không phải lúc nào mình đi chơi xa được, mình đôi khi mình về anh em xa về nhau tâm sự nói chuyện hay là giúp đỡ nhau cố gắng mọi thứ hàng ngày cuộc sống ấy, nhưng mà anh em không hợp nhau cái vấn đề này cũng rất là sợ. Cái này thì cái cách khắc phục đơn giản là chúng ta tự tìm cái niềm vui cho mình thôi. Để bạn là thích quay phim hay chụp ảnh, hay là bạn thích đọc sách làm cái gì ạ đó, hay là chúng ta cố gắng chúng ta kiểu như nhẫn nhịn nhau một chút để giúp đỡ nhau. Cái này cũng khó lắm, bởi người ta tính sống bao nhiêu năm như vậy rồi, mình thì mỗi ông một tính như này thì nó khó đấy. Thành cái sợ một vài cái điều nhỏ nữa như là ở Nhật, như là về cái thời tiết, nói chung là thời tiết là nắng mùa hè nắng nóng, nếu bạn đi công trường ấy khá là căng và là nắng nắng kinh khủng luôn, nắng nắng cháy đấy, nắng. Hay là mùa đông cũng rét là lạnh tuyết rơi, nhưng nếu mà miền Bắc Hokkaido thì lạnh hơn rất là nhiều đấy, rất là sợ. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì cố gắng cũng qua hết được, nó không có gì nữa. Hay là sợ cái luật pháp của Nhật, cái luật pháp mà người ta làm rất là căng luôn. Luật đấy, ví dụ đơn giản bây giờ mình mà làm cái bắt con bông chim bồ câu ở công viên, mình quay phim hay mình kiểu như mình nướng chế biến lên hay là làm món ăn từ con bồ câu, người ta bắt được và người ta phạt rất là nặng luôn. Đấy, đi tù bình thường như chơi bình thường, ở quê mình thì không sao cả, đây thì người ta cứ làm theo luật thôi. Đấy, hay là mình đi, hay là kiểu như là cái vụ trộm cắp là trộm to nhỏ vào siêu thị ấy, dù cái to cái nhỏ nhưng mà mang tiếng là mang trộm là người ta phạt nặng, là xử theo pháp luật, luật pháp. Người ta không không như mình, có thể là ở quê mình trộm cái vặt vặt nhỏ cái giá trị 1-2 đồng khác đúng không, hay trộm xe máy cái to thì khác đấy, nhưng cái này thì người ta cứ làm theo luật người ta làm, rất là sợ cơ. Nhưng mà mình cứ phải chú ý, mình phải cẩn thận, mình cẩn thận mình sống thì sẽ không 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 bị để không ở dây, không làm những cái trò đó đó nữa đấy. Thì mình sẽ làm video ngắn thì mình sẽ về, bây giờ khuya rồi mình phải về thì, lại ăn cơm này. Cái đây là nước vải mà đấy. Cái nước vải này xong ra nhỉ, cái nước vải này uống 1 lít thôi, uống từ từ lúc chiều bây giờ ấy. Đấy, cái nước vải ở quê mình Bắc Giang rất nhiều vải bạn, nhiều vải uống thì bây giờ sắp mùa vải rồi đấy, rất là ngon vải này. Mình giờ sẽ về thôi, thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.